Xin chào các bạn, lại là mình đây Đến với video hôm nay mình sẽ dẫn mọi người một dự án ăn chia 20.000 đô token VT Đến từ vitura à Sturic, mọi người nhá, Để tham gia keo Iros này thì mọi người cần vào link dưới phần mô tả cho mình Sau đó hoàn thành các nhiệm vụ trên Telegram của mình cho mình nhé à, Dự án này thì mỗi người sẽ nhận được 6 đô token VT Và sẽ có là hình như là bao nhiêu nữa? Hơn 3.000 người may mắn sẽ nhận được token mọi người nhé Ok để tham gia kèo này thì mọi người sẽ vào đây mỗi chat cho mình này. Sau bấm vào mình nhập mã gấp ra cho mình Rồi Bây giờ mọi người join vào kênh group Telegram nhiệm vụ đầu tiên Bấm tham gia kênh Chat cho mình nhập từ đây Ok Quay trở lại join vào kênh channel new dự án tiếp tục Bấm tham gia Rồi Quay trở lại tiếp tục Bấm submit data dưới cùng này Sau đó nhập địa chỉ email của mọi người vào Ok. Follow kênh Twitter. Bấm theo dõi kênh Twitter cho mình nhé. Đồng thời mà copy profile link kênh Twitter của mọi người gửi vào đây cho mình. Ok. Ở trên kênh Twitter này mọi người retweet là bài đăng luôn nhé. Đây này, trên kênh Twitter này. Mọi người kéo xuống dưới bài đăng Mọi người retweet lại luôn Rồi Quay trở lại Eros Tiếp tục là join vào kênh Instagram Follow kênh Instagram Bấm theo dõi này Sau đây bấm trở lại cho mình nhé Sau khi bấm trở lại thì có cái chữ Avatar đây Mọi người bấm vào đây Mọi người thích copy cái username của mọi người đây Quay trở lại Eros mọi người copy lại cái link này mọi người xóa dòng chữ vt metaverse này cuối cùng đây mọi người dán cái username kênh instagram của mọi người vào đấy như vậy sau đó bấm gửi ok subscribe kênh youtube bấm bấm đăng ký kênh youtube nào được tiên này ở đây bấm đăng ký kênh rồi bấm đăng ký xong bấm trở lại sau khi bấm trở lại thì mọi người sẽ bấm vào avatar ở đây. Mọi người sau bấm vào kênh của bạn. Tiếp đến là bấm ba gạch ở đây. Mọi người bấm chia sẻ. Sau đấy mọi người bấm sao chép profile link kênh YouTube của mọi người. Rồi, tiếp tục quay trở lại đây mọi người sẽ gửi được profile link kênh YouTube mọi người vào đây. Ok. Do vào kênh liên kết Airdot này. Bấm đăng ký kênh, sau đấy bấm vào video mọi người bấm vào đây video này mọi người chia sẻ là cái video này lên kênh Twitter cho mình nhé bấm like này like video này, chia sẻ lên cái Twitter bấm đăng tweet rồi ok sau đó quay trở lại kênh telegram bấm vào chữ Z tiếp đến là quay trở lại kênh kênh Twitter của mọi người nhé tiếp tục quay trở lại kênh Twitter sau khi quay vào kênh Twitter thì mọi người sẽ bấm ba gạch ở đây bấm vào avatar của mọi người đấy sau đó bấm vào phần hồ sơ mọi người sẽ thấy một cái video mọi người vừa chia sẻ đây nhá đấy mọi người sao chép lại cái link này sau đó gửi cái link retweet này vào trên telegram ok follow like retweet là cái liên kết trên kênh twitter thì mọi người sẽ kiếm bài đăng của dự án đây bài đăng dự án này nhá bấm like này retweet là cái twitter ok bấm z yes. rồi ở đây bấm z yes luôn do vào kênh telegram sau đây bấm z yes địa chỉ ví thì mọi người sẽ copy địa chỉ ví ETH hoặc địa chỉ ví Binance Smart Chain của mọi người ở trên ví Trust Wallet hoặc là ví MetaMask. Ở đây thì mọi người chọn mạng BC cũng được, mạng ETH cũng được nhé Không nhất thiết phải trùng mạng BC đâu. Bởi vì hai địa chỉ ví nó giống nhau. Sao chép địa chỉ ví cho mình. Sau đó quay trở lại Airdrop, e gửi địa chỉ ví vào đây. Ok. Join vào tất cả các kênh Airdrop e đây. Rồi bấm vào comment Ok và cuối cùng mọi người sẽ có một cái link để mọi người chia sẻ bạn bè người thân Bấm buy lần cho xuất dư nhé Đây nếu như mọi người may nằm, nằm trong số người may mắn ý, Thì mọi người sẽ nhận được là 6 đô token à, VT này nhá Ok cảm ơn mọi người đã xem video Vừa rồi mình hướng dẫn mọi người dự án Eros đến từ Vistura à, Tourist Cảm ơn mọi người đã xem video Tạm biệt mọi người hẹn mọi người những video dẫn thế ra Xin chào và hẹn gặp lại